Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay cây mai xanh của mình đã nở hoa. Thì mình quay lại cho các bạn xem. Đây là cái bông của cây mai xanh, bông màu tím. Thì hôm bữa mình nhờ ông anh cắt cái đọt của cây cho nên cây đã chỗ bông chỗ ở dưới dưới chân này nè. Đây. Ủa, chỗ bông thấy thường. Còn cái chùm này là mới vừa trổ bông cho nên cái bông còn cái đọt ở trên này đâm ở dưới cánh đó, bốn cánh ở dưới thì nhạt còn năm cánh ở trên thì đậm, nó có hai lớp nha các bạn. Đây bạn xem kỹ cái bông, còn cái nhánh phía bên này á thì rừng tàn rồi cho nên ở cái lớp ở trên, năm cánh ở trên nó rụng rớt xuống rồi. À, tại cái bông này nhỏ cho nên bốn cánh, chứ lớp dưới năm cánh, lớp trên cũng năm cánh. Đây mình quay cận cái bông cho các bạn xem. Cái bông này thì lợt hơn cái bông dưới. Đa số gần tàn rồi cho nên mình mới đụng vô cái rớt xuống. Bạn xem rớt đây, rớt xuống thế thường. Ở đây thì mình còn được mấy cây ta, ba cây lớn, ba cây mai xanh lớn với một cây mai xanh nhỏ. Hôm bữa ông anh ông chia, còn ba cây lớn này là cây của mình. Ba cây lớn, một cây, hai cây. Cái lá của mai xanh này nhám nha các bạn, nhám xì à, nhám như lá mơ vậy đó, mà cái bông lại đẹp như thế đấy. Trên nhánh này bị cướp gãy. Sáng sớm bầu trời trong xanh đẹp rồi, bông màu tím tô điểm vô rất là đẹp luôn. Trên đầu mình có hai trái bưởi nè các bạn, đó hai trái bưởi thấy thường. Đó, sáng nay mình quay cái cây mai xanh trổ bông cho các bạn xem, thư giãn buổi sáng.
có tiếng chim hót ríu rít nữa, rất là vui tai. Rồi mình quay cây mai xanh nở sơ lược cho các bạn xem. Thì bây giờ mình kết thúc video ở đây. Chúc các bạn có một ngày làm việc vui vẻ. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.